18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Nhưng căn bệnh ung thư mắt và u xương đến bất ngờ đã khiến cho bao ước mơ và dự định của cô bé Trần Lê Mai, thôn Suối Dọc, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế này phải dừng lại. Nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ đi làm xa. Tuổi thơ của Mai chỉ biết dựa vào bà ngoại, với hy vọng lớn lên sẽ là chỗ dựa cho bà. Vậy mà giờ đây, khi bà ngoại đã 85 tuổi, mắt kém, lại thêm căn bệnh Parkinson, Mai vẫn chẳng thể lo nổi cho bà. Ngày cũng như đêm, em giam mình trong căn phòng tối, nhưng cũng chỉ dám ngồi mà không dám nằm vì những cơn đau đầu nhức mắt hành hạ. Thương Mai, bà An chỉ biết khóc. Bà ước sao có thể thay cháu gánh nỗi đau này. Đâu, hai bàn tay của con, hai bàn tay của con. Hay là bà còn đông mắt và cho con đỡ đi. Đau đớn và tuyệt vọng. Đã vài lần Mai buông xuôi và nghĩ đến cái chết, tự giải thoát cho mình và người thân. Nhưng thương bà, em lại gắng gượng sống, tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Không còn nghĩ là không còn thể chữa bệnh thì em có thể không sống được. Còn nhiều ước mơ mà em chưa thực hiện được. Rồi muốn lớn lên kiếm tiền đi làm để nuôi bà nuôi mẹ nữa. Để giúp Mai có thêm điều kiện chữa bệnh, rất cần sự chia sẻ giúp đỡ của các nhà hảo tâm xa gần. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ em Trần Lê Mai, thôn Suối Sọc, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, hoặc gửi trực tiếp đến Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang. Số điện thoại 0987 677 667. Quý vị cũng có thể ủng hộ qua số tài khoản của Quỹ Tấm Lòng Vàng 1170-0307-6789, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Giang. Quỹ Tấm Lòng Vàng Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin tiếp nhận và cảm ơn sự chia sẻ giúp đỡ của quý vị và các bạn.